Hôm nay mình vẽ một chú ngựa thần nè. Trên này thì mình kết hợp những chất liệu sơn acrylic, sơn dầu và đất sét. Cái nền tranh này thì mình đã vẽ trước rồi. Nói chính xác là mình đổ màu, trộn màu cho quyện lại với nhau trên các nền vải bố để tạo hiệu ứng ha. Màu này là màu ngẫu nhiên để làm thành nền vẽ chú ngựa thần nha. Mình cũng có dùng cọ để sửa thêm trên nền, trộn màu ngẫu nhiên cho nó đúng với ý đồ để vẽ ra cái chú ngựa nha các. Vẽ chú ngựa lên cho cân đối với bố cục nha. Trong nghệ thuật hội họa này á, thì phải có tính kiên trì các bạn ạ. À, một tác phẩm mình làm ra nhiều khi mất cả mấy tuần mấy tháng rồi cũng phải làm cho xong. Khi mà đứa con tinh thần của mình nó đã thành hình rồi á, mình đầu óc của mình lúc đó tự nhiên nó vui, nó rạo rực lắm các bạn ạ. À, vẽ mắt mũi miệng cho chú ngựa thần ha. Lần này mình dùng màu đậm hơn để vẽ cho nhìn thấy dễ hơn nè. Rồi tí mình nhấn đậm lên tiếp nữa. Lên màu từ từ từng lớp nha các bạn. Rồi mình dùng keo con chó bôi lên, mình ốp đất sét lên cho nó chắc ha. Thật ra trong đất sét này thì cũng có chất keo dính rồi, nhưng mà mình sợ nó ít, cho nên thời gian sau thì nó có thể nó rớt xuống. Thì uổng công mình làm cũng cực lực lắm mới ra được tác phẩm, nên đã làm thì phải làm cho chắc luôn nha các bạn. Rồi đất sét này là mình dùng đất sét loại cứng, loại này nhanh khô, khoảng một tiếng là nó khô rồi đó các bạn. Trên thị trường có rất nhiều loại đất sét nặng lắm các bạn, mình thỏa sức lựa chọn thôi. Mình chỉ sợ là không có money để mua. Lên ha. Rồi tí mình dùng dụng cụ mình biết ra để mình tạo thành hình. Dụng cụ này có nhiều hình dáng và nhiều công năng lắm các bạn. Các bạn theo dõi cách làm nha.
Bây giờ mình dùng đất sét Nhật, loại này hơi dính tay à. Rồi mình nhồi, mình cán ra, mình để cho nó khô, mình cắt ra để làm bờm ngựa. Dùng keo sữa để mình dán vào tranh. Lần này là mình không dùng keo con chó nữa nha các bạn. Mình dùng keo sữa, do là cái bờm ngựa là nó có màu trắng, thì mình dùng keo sữa nó cùng màu với lại cái bờm ngựa luôn, để cho nó đẹp hơn. Bờm ngựa vừa dán vừa vẽ cho có sự phong phú trong bức tranh nha. Rồi mình dán vào tranh, mình tạo bờm ngựa. Đợi đất sét khô rồi mình đắp tiếp, lúc nữa mình chỉnh hình lại lần nữa. Mình dùng đất sét Nhật này mình trát lên tiếp. Cái này mình phải dùng tay mình quét cho nó sát vào trong nha các bạn, để nó sát nhiều cái, có những cái kẽ nứt của cái lớp đất phía trong đó là mình trám nó lại luôn. Dùng cái dụng cụ làm đất sét mình chỉnh lại luôn nha. Vẽ màu chồng lên, tả cho ra mắt mũi miệng.
hoàn chỉnh dần chú ngựa. Mình thích đôi mắt ngựa các bạn. Nó đẹp lắm, nên mình tập trung mình tả cái đôi mắt. Tàng tàng tàng, chú ngựa đã được hoàn thành rồi các bạn. Vẽ xong bức tranh là thấy nó vui hẳn ra liền các bạn ơi. Được sống, được thở, được làm những gì mình thích. Thật là hạnh phúc đúng không các bạn? Chúc nhà mình luôn vui tươi, vượt qua khó khăn trong mùa dịch này nha. Để mình hướng tới một cái cuộc sống an bình, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười hơn nha. Nhớ like, đăng ký kênh hoặc chia sẻ những video để mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo nha các bạn.